Xin chào các bác, em là Hà Đồ Mỹ Nghệ. Hôm nay thì em làm video này là để so sánh cho các bác biết là về chất liệu đồng đỏ và chất liệu đồng vàng. Ở đây thì em đặt một chiếc đỉnh đồng vàng và một chiếc đỉnh đồng đỏ. Thì kích thước của cả hai chiếc đều là 50cm. Nhưng mà chiếc đỉnh đồng vàng thì có cân nặng là 9,5kg. Còn chiếc đỉnh đồng đỏ thì sẽ nặng là hơn 15kg. Đồng đỏ và đồng vàng thì được ứng dụng rất khá là nhiều trong đời sống hiện nay, với cái tính chất của nó là có khả năng chống ăn mòn rất là tốt. Và hôm nay thì em nhận được câu hỏi của các bác là chất liệu đồng vàng và chất liệu đồng đỏ khác nhau như thế nào và sao giá cả nó lại chênh lệch như thế. Thì em xin giới thiệu cho các bác này. Ở đây thì cái điểm giống nhau thì ở đây đều có con nghê này, có mặt thì đều là mặt song long chầu mặt nguyệt. Đây ạ, đều có chữ phúc, lộc, phúc lộc thọ. Đây. Tuy nhiên thì cái chất liệu ở đây thì em giải thích cho các bác về cái chất liệu đồng thau trước. Đồng thau thì nó là cái hợp kim của đồng, thì nó có 80% là đồng và pha thêm 20% của kẽm. Thì tỷ lệ pha chế giữa thì kim loại và đồng, kim loại đồng và kẽm thì nó cho ra được cái màu là cái màu vàng, và nó có thể duy trì được độ sáng bóng trong điều kiện môi trường bình thường. Và cái chất liệu đồng vàng thì giá thành của nó cũng rẻ hơn. Còn đồng đỏ thì nó là đồng nguyên chất. Ở đây thì nó là cái loại đồng có độ tinh khiết cao, với cái hàm lượng đồng lên đến 99,9% là đồng đỏ nguyên chất. Và đồng đỏ thì nó không phải là đồng thô. Nó có độ mềm dẻo và có cái độ bền cao, màu sắc đẹp và khả năng chống ăn mòn cao. Và đồng đỏ thì sẽ được làm 100% thủ công. Cho nên là cái giá thành của nó cũng cao hơn so với cái đồng vàng. Và chất liệu thì là 100% đồng đỏ. Cho nên là các bác biết cho em là vì sao nó lại có giá thành đắt hơn so với cái chất liệu đồng vàng, chất liệu đồng thau. Chất liệu đồng vàng thì nó phổ thông hơn rất là nhiều, cái giá thành của nó cũng rất là phù hợp với kinh tế của những gia đình của các bác nào mà muốn mua các cái bộ đỉnh nó phù hợp với kinh tế của mình hơn. Đấy, còn bộ đỉnh đồng đỏ thì phù hợp cho những bác nào mà có kinh tế ổn định. Các bác muốn mua một chiếc đồng đỏ được làm bằng tay thủ công thì các bác sử dụng bộ đồng đỏ, nó rất là bền đẹp. Các bác nào quan tâm mà muốn sở hữu một trong hai chiếc đỉnh này thì các bác để lại thông tin ở phía dưới hoặc gọi trực tiếp vào hotline là 0963 378 563 để được tư vấn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.